chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, 9 tháng đầu năm 2022, Hưng Yên đã có những kết quả đáng ghi nhận trong công tác thu hút đầu tư. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về điều này trong mục chuyện từ Phố Hiến ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những thông tin tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Số liệu từ Cục Thống kê Hưng Yên 9 tháng năm 2022, kinh tế Hưng Yên tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. So với cùng kỳ năm trước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước đạt hơn 48.000 tỷ, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 45.000 tỷ đồng, tăng 240,83%, đạt 231,62% kế hoạch năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,23%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 32.000 tỷ đồng, tăng 17,51%. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 3,29%. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, mục tiêu tăng 20% so với năm 2021. Thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh, bộ phận một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đối với bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 với bộ phận một cửa cấp xã. Riêng với 25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, theo yêu cầu của Chính phủ, để mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến, đảm bảo tối thiểu 30% giao dịch trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua các nền tảng thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, đôn đốc các đơn vị hoàn thành đăng ký cấp chữ ký số chuyên dùng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả trước ngày 30 tháng 10 năm 2022. Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2025 giải quyết nhu cầu nhà ở tại các khu công nghiệp, khu vực sản xuất tập trung cho 50% số công nhân người lao động, tương đương khoảng 59.000 người. Năm 2030 sẽ đáp ứng 85% số công nhân người lao động có nhu cầu về nhà ở, tương đương khoảng gần 160.000 người với hơn 45.700 căn hộ, diện tích đất dự kiến hơn 1.221 ha. Để thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát bổ sung quy hoạch khu công nghiệp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, triển khai dự án theo kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và các giai đoạn đến năm 2025 và 2030, kiên quyết thu hồi các dự án chậm đầu tư. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến có đề xuất phương án chủ sở hữu nhà ở xã hội được bán nhà sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính mua nhà với hai phương án. Một, cơ bản giữ nguyên quy định của luật nhà ở hiện hành, chỉ sửa đổi quy định bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này sau 5 năm và chỉ được bán lại cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội. 2. Bãi bỏ quy định thời hạn được bán lại nhà ở, nhưng bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định. Một số ngân hàng thương mại đã điều chỉnh nâng lãi suất cho vay mua nhà từ 0,2% đến 1% mỗi năm sau khi ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành. Hiện mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà tại các ngân hàng đang dao động từ 4,99 đến 9% trên năm. Mới đây, Sinhabank điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà cố định một năm đầu tiên từ 6,2% lên 8,2% trên năm. VIB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất cho vay mua nhà cao nhất ở mức 9% trên năm. Việc tăng lãi suất cho vay khiến những người thu nhập thấp chưa sở hữu nhà ở sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt, tình hình kinh tế nước ta tiếp tục đà phục hồi, phát triển nhanh và mạnh ấn tượng. Đặc biệt là GDP quý 3 tăng cao, đạt 13,67%, có phần đưa tăng trưởng 9 tháng năm đạt 8,83%, cao nhất từ năm 2011 đến nay. Có 10 địa phương có GRDP 9 tháng năm 2022 tăng trên 11%, kinh tế tăng trưởng trên cả 3 khu vực, trong đó khu vực dịch vụ phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng 10,57%. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 94% dự toán, tăng 22%, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 559 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1%, xuất siêu 6,52 tỷ đô la Mỹ. Từ ngày 1 tháng 10, giá ga bán lẻ trong nước tiếp tục giảm. Theo đó, trung bình mỗi bình ga loại 12kg đến tay người tiêu dùng được giảm thêm 18.000 đồng, loại 45kg giảm 67.500 đồng một bình. Tùy thương hiệu, cụ thể giá ga bình Petrolimex bán lẻ
có giá 407.300 đồng một bình 12 kg, 1.628.900 đồng một bình 48 kg. Nguyên nhân giá ga trong nước tiếp tục giảm là do giá ga thế giới hạ. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp giá ga trong nước giảm. Theo khảo sát của phóng viên, giá thịt lợn tại một số chợ dân sinh khu vực thành phố Hưng Yên sáng ngày 5 tháng 10 đã giảm đáng kể so với đầu tuần trước. Thịt ba chỉ dao động quanh mức từ 120.000 đồng một kg, chân giò nguyên chiếc giá khoảng 70.000 đến 80.000 đồng một kg. Các loại thịt khác từ 70.000 đến 100.000 đồng một kg. Nhìn chung giá thịt lợn đã giảm 10.000 đến 15.000 đồng một kg, giảm mạnh nhất 30.000 đồng một kg. Thịt lợn giảm giá khiến sức mua tăng lên là tin vui cho các bà nội trợ. Thưa quý vị, xác định thu hút đầu tư là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cho từng giai đoạn. Với tất cả những nỗ lực của các cấp chính quyền, các sở ngành, 9 tháng đầu năm 2022, Hưng Yên đã đạt những kết quả đáng ghi nhận trong công tác thu hút đầu tư. Trong 9 tháng năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho mở rộng hai khu công nghiệp, đó là khu công nghiệp Thăng Long 2, 180,5 ha và khu công nghiệp Yên Mỹ 2 là 216 ha. Đồng thời, bổ sung vào quy hoạch Việt Nam cho tỉnh Hưng Yên thêm hai khu công nghiệp là khu công nghiệp Tân Á Đại Thành và khu công nghiệp số 6 thuộc tổ hợp khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt. Công tác thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 9 tháng đầu năm 2022 đã vượt chỉ tiêu, tiếp nhận 35 dự án, trong đó có 24 dự án nước ngoài và 11 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh là 504 triệu đô la Mỹ, vượt chỉ tiêu cả năm được giao là 450 triệu đô la Mỹ. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu kỹ hơn về nội dung này qua cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Phạm Trường Tam, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Thưa ông, là thời gian vừa qua thì chúng ta không chỉ có nhiều dự án đăng ký mới để đầu tư vào Hưng Yên mà còn có rất nhiều dự án xin điều chỉnh tăng vốn đầu tư vào Hưng Yên. Vậy thì những điều đó đã nói lên điều gì về môi trường đầu tư của Hưng Yên ạ? Cái con số mà chúng tôi đang cập nhật và thống kê thì thấy cái việc điều chỉnh mở rộng của các dự án đã đầu tư xây dựng tại các khu nghiệp của tỉnh Hưng Yên liên tục được điều chỉnh và mở rộng thì khẳng định rằng là cái doanh nghiệp đầu tư vào khu nghiệp tỉnh Yên là đang làm ăn là rất là tốt, và họ chính vì vậy nên họ có cái mong muốn mở rộng quy mô sản xuất, chứng tỏ rằng cái môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Yên là rất thuận lợi và nhà đầu tư kinh doanh sản xuất tại khu công nghiệp của tỉnh Yên là yên tâm và làm ăn rất là tốt. Đấy, và cái xu thế này sẽ ngày càng được nhân rộng. Thưa ông, là kinh tế thế giới thì bị suy thoái bởi đại dịch Covid-19 cũng như là những tác động từ căng thẳng leo thang của cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên thì hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên vẫn đạt được những kết quả rất là ấn tượng. Xin mời ông có thể chia sẻ thêm về điều này ạ. Ở Việt Nam chúng ta là giải quyết cái vấn đề về phòng chống dịch rất là tốt, nên là chúng ta đã giữ được người lao động và tạo được cái niềm tin cho doanh nghiệp. Chúng ta đang có cái lợi thế đó. Việt Nam và Hưng Yên chúng ta, các khu nghiệp của tỉnh đang được tận dụng cái cơ hội đó để mà thu hút nhiều các doanh nghiệp FDI nước ngoài về đầu tư vào khu nghiệp của tỉnh. Số lượng các quốc gia đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên thì khoảng 22 quốc gia. Trong đó thì Nhật Bản là đang dẫn đầu với 54% số dự án là của Nhật Bản. Khu công nghiệp Thăng Long 2 là một điểm sáng, thu hút được các cái nhà đầu tư có cái quy mô tổng vốn đầu tư rất là lớn. Ví dụ như Toto là khoảng 402 triệu USD, hoặc Hoya khoảng chít 300 triệu USD và nhiều nhà đầu tư khác. Thì họ tạo thành một hệ thống cũng như là một môi trường mở rộng để thu hút các nhà đầu tư khác. Chính những nhà đầu tư lớn đến với Hưng Yên, đến với khu công nghiệp Hưng Yên thì sẽ là cái niềm tin để cho các nhà đầu tư khác ở nước ngoài là sẽ yên tâm và tự tin hơn khi mà về đầu tư tại tỉnh Hưng Yên chúng ta và công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Theo ông thì ở đâu là những yếu tố quan trọng để tạo nên sức hút trong môi trường đầu tư của Hưng Yên ạ? Cái quan trọng đầu tiên là cái vị trí địa lý, sự tương đồng của tỉnh Hưng Yên đối với các tỉnh ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thì chúng ta nằm trong 7 tỉnh vùng trong kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thì ở đây có tương đồng, thứ nhất là tương đồng về giao thông. Thì hệ thống giao thông của tỉnh Hưng Yên là rất là đồng bộ, kết nối lên đường cao tốc, rồi kết nối lên sân bay, rồi kết nối các khu vực dịch vụ đô thị rất là tốt.
Cái thứ hai là cái sự tương đồng về nhân lực và con người. Ở đây thì chúng ta cách thủ đô Hà Nội với khoảng thời gian, quãng đường rất là ngắn, nên là cái việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của các trường đại học và cái nguồn nhân lực mà làm tại các công ty nước ngoài là rất là dồi dào. Và các nhà đầu tư khi nghiên cứu thì người ta thấy cái đấy là cái lợi thế rất là tốt. Cái thứ ba là ổn định về cái hạ tầng về đường điện, lưới điện. Cái việc cấp điện trong các công nghiệp là rất quan trọng. Và hệ thống thông tin Hưng Yên là Hưng Thịnh Yên Bình, thì cái việc mà ổn định về cái điều kiện tự nhiên không bị ảnh hưởng thiên tai thì cũng là một yếu tố mà rất là thuận lợi khi mà các nhà đầu tư quan tâm đến Hưng Yên. Thưa ông, là trong thời gian vừa qua thì công tác giải phóng mặt bằng cũng đặc biệt được quan tâm, và tính đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã giải phóng được gần 500 hectare mặt bằng trong các khu công nghiệp. Vậy thì điều gì đã tạo nên được kết quả đó ạ? Thì được cái sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó thì tỉnh ủy cũng có thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, ủy ban tỉnh cũng có cái ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, và các huyện, các đơn vị cũng có cái ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Chính vì cái sự vào cuộc đó nên là cái chỉ tiêu giải phóng mặt bằng trong khu công nghiệp theo chỉ tiêu đầu năm đăng ký là 500 hectare đất, thì đến nay là 9 tháng đầu năm thì đã đạt được là 497 hectare, gần như là 100% đã kế hoạch của năm đã được thực hiện. Giải phóng mặt bằng tốt như vậy, chúng ta có cái điều kiện tiền đề để tự tin khi mà đi xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, nhất là cái dòng vốn FDI nước ngoài của các tập đoàn lớn. Với tất cả những kết quả đã đạt được thì ông có dự báo gì về thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên trong quý 4 năm 2022 ạ? Theo cái thống kê của chúng tôi thì cái số lượng các doanh nghiệp về đầu tư tại khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên thì hàng năm đều tăng trưởng rất là tốt, và cái giữ được cái mức độ là khá tiếp cận với top đầu của quốc gia. Và trong cái quý 4 của năm 2022 này thì cái việc vượt chỉ tiêu của chúng tôi thì đã đạt được rồi. Thế tuy nhiên thì chúng tôi sẽ cố gắng là tiếp theo cái giữ được cái mạch, cái đà về thu hút đầu tư, thì chắc là những năm cuối năm nay và sang năm sẽ là cái kỳ vọng rất là lớn. Vì khi lúc đó thì các cái nhà đầu tư của Nhật Bản, của Hàn Quốc, ví dụ như khu công nghiệp của Thăng Long 2 đang giải phóng bằng, và khu công nghiệp sạch của Hàn Quốc thì đã có các nhà đầu tư là đã đăng ký, và chỉ chờ khi mà cái hạ tầng nó đồng bộ thì người ta sẽ vào, người ta hoạt động. Thưa ông, là tiếp tục để tạo ra sức hút trong môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên thì trong thời gian tới ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thì sẽ có những cái giải pháp gì để hỗ trợ và đồng hành cùng với các doanh nghiệp ạ? Trong cái tình hình mới thì mình cũng phải đổi mới và theo kịp với doanh nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp. Và cụ thể ở đây thì cái lực lượng lao động với cái quy mô sản xuất công nghiệp sẽ ngày càng tăng trưởng, thì cái số lượng lao động sẽ ngày càng tăng trưởng, thì cái lĩnh vực này thì phải có cái chăm lo đời sống cho người lao động tốt, có khu ở cho người lao động tốt, và cái đào tạo nghề cho người lao động tốt, thì doanh nghiệp sẽ về Hưng Yên nhiều hơn. Các cái thủ tục hành chính thì chúng ta đã cải cách tương đối tốt rồi thì phải duy trì, thậm chí là thủ tục nào phải cắt giảm hơn nữa thì sẽ phải cắt giảm và dùng công nghệ để rút ngắn thời gian cho các doanh nghiệp khi mà làm các thủ tục đầu tư, giữ được cái môi trường ổn định trong khu công nghiệp. Cái trọng tâm trọng điểm của khu công nghiệp trong thời gian tới, vì có cái quỹ đất mà mình đã giải phóng mặt bằng sạch được thì tạo cái lợi thế cạnh tranh, thì chúng tôi sẽ thiên về cái hướng là xúc tiến đầu tư. Rất là cảm ơn ông đã mang đến những thông tin rất hữu ích cho chương trình ngày hôm nay ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Kinh tế Phố Hiến tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nơi linh khí ngàn năm, góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm Đất Việt, gạch ngói không gieo mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.